đến Hạ Long nghỉ mát, gặp ngay cướp điện khẩn cấp nên khách trả phòng luôn. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, công ty điện lực Quảng Ninh buộc phải cướp điện khẩn cấp, giảm công suất theo lệnh của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc. Việc cướp điện khẩn cấp những ngày qua khiến cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp tại Quảng Ninh gặp không ít khó khăn. Nhiều người bức xúc vì không được báo trước, cướp điện khẩn cấp nên không kịp báo trước. Ngày 4 tháng 6, thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết toàn miền Bắc những ngày qua đang thiếu hụt công suất trên 2.000 MW nên các công ty trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc buộc phải điều tiết giảm công suất khẩn cấp theo lệnh của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc, A1. Việc cắt giảm diễn ra trong tình trạng khẩn cấp nên tại một số thời điểm ở một số khu vực, công ty không kịp gửi tin nhắn thông báo qua SMS và Zalo cho khách hàng sử dụng điện. Bà Nguyễn Thị Yến, 45 tuổi, quản lý chuỗi nhà nghỉ tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết vì không có điện nên bà phải tạm dừng kinh doanh, không thể đón khách du lịch theo kế hoạch. Nhà nghỉ chúng tôi chỉ có máy phát điện công suất nhỏ, không đủ để điều hòa hoạt động nên có đoàn khách đã lấy phòng nhưng thấy mất điện thì họ trả phòng để đi chỗ khác. Khó ăn nói với khách là vì mất điện bất chợt, bản thân tôi cũng không được thông báo lịch cắt điện để sắp xếp, bà Yến thở dài. Chị Nguyễn Thị Hương, 33 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết do mất điện nên công ty những ngày gần đây phải cho nhân viên làm việc tại văn phòng tạm nghỉ. Để tránh nắng nóng trong lúc mất điện, nhiều người dân đã đổ về các trung tâm thương mại như Vincom, Go, Mega Market và các bể bơi, bãi tắm để giải nhiệt. 4 trên 7 nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh hoạt động hết công suất. Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết hiện có 4 trên 7 nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Quảng Ninh vận hành tất cả các tổ máy, đạt công suất 97-100%. Các nhà máy còn lại đang hoạt động ở mức 50-60% do gặp sự cố từ các tổ máy hoặc phải giảm công suất để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đầu ra theo quy chuẩn. Thống kê điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2023 ước đạt 3,6 tỷ kWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ. Năm tháng năm 2023 đạt 16,7 tỷ kWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc. Trước áp lực thiếu điện, ông Cao Tường Huy, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề nghị các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy, phát 100% công suất. Ông Huy cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, tính toán cấp bổ sung lượng than dự phòng trong tháng 6 năm 2023 và các tháng tiếp theo để đảm bảo hoạt động sản xuất điện không bị gián đoạn vì thiếu than, cũng như cân đối việc cướp điện luân phiên để đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến các sự kiện kích cầu du lịch, các kỳ thi năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cảnh giác thông tin thất thiệt về lịch cướp đai thi ô Công ty Điện lực Quảng Ninh, trên mạng xã hội đang xuất hiện một số cá nhân, tổ chức mạo danh đưa thông tin không chính xác về lịch cướp điện của địa phương, gây dư luận không tốt trong nhân dân và các doanh nghiệp. Doanh nghiệp này đề nghị trường hợp khách hàng có thắc mắc, có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 19006769, trực 24 tháng 7 để được hỗ trợ, giải đáp.